Vâng, hiện tại chúng tôi đang có mặt tại nhà báo Liên Xỉu tại xã Thục Luyện, huyện Thanh Sơn, Phú Thọ, và vừa bàn giao cho gia đình nhà bá một chiếc sập thờ trên 20 gỗ mít. Thì đây là toàn cảnh hình ảnh ngôi nhà đây. Đây là ngôi nhà của con trai bá, bên này là ngôi nhà của bá đây. Đấy, đây, ngôi nhà đang trong quá trình hoàn thiện. Đang trong quá trình hoàn thiện đây. Thì đây là phía trước là tổng thể ngôi nhà đây. Thì tôi có bàn giao chiếc sập thờ của nhà bá và được mà lắp đặt ở trên tầng 3. Thì bây giờ tôi sẽ vào quay chi tiết giới thiệu cho mọi người biết. Đây phía trước sân này. Nhà anh có rất là nhiều tranh. Khắp nhà là đều tranh hết, tranh phong cảnh. Phòng khách rất là rộng. Đó quý vị thấy đấy. Trên trần nhà đây tranh rất là đẹp. Còn chiếc sập thờ thì chúng tôi kê trên tầng 3. Hôm nay tôi sẽ lên tôi quay chiếc sập thờ cho quý vị cùng tham khảo nhé. Đây là bà chủ nhà nhé, bà mẹ của anh, bà Liên. Đây đây là chiếc sập thờ gỗ mít trần 20 và được chúng tôi làm theo mẫu là tứ linh lạch. Mẫu tứ linh lạch do lúc này là ánh sáng nó chiếu ngược vào ống kính nên là nó bị hơi bị lóe chút, quý vị xem hơi không được chi tiết như là nhìn ngoài đời, ngoài thực tế sản phẩm. Đó, phần cổ là được đục chạm dòng trầu mặt nguyệt, bốn chân chạm nghê bò. Đây từ một góc máy khác. Đây, chính giữa là phần đầu của phổ được đục chạm rất là sắc nét và kênh bong. Quý vị thấy là tôi có thể luồn tay vào được, rất là kênh bong. Một bên là rồng, một bên là phượng nghê. Thì ta có tứ linh long ly quy phượng. Đó, đây là hình ảnh tổng thể của sản phẩm đây. Rất là bề thế và... Thì mọi người có nhu cầu hãy liên hệ tới xưởng đồ gỗ Tùng Tám theo số điện thoại là 0987 510806 nhé. Cơ sở có địa chỉ tại Văn Khúc, Cẩm Kỳ, Phú Thọ. Và đây là cái khoang cảnh trước ngôi nhà của anh. Tầm view rất là rộng đẹp, nhìn xa xa.